Từ sau ngày giải phóng miền Nam, người miền Nam bắt đầu bị truy bức về chính trị. Những ai từng đi lính hay làm việc cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đều bị đưa đi trại cải tạo. Cái gọi là trại cải tạo về bản chất không khác gì các trại tập trung của phát xít Đức ngày xưa. Đã có 21 trại cải tạo được lập ra sau chiến tranh, giam giữ khoảng 300.000 người và còn ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người khác. Nhiều người bị bắt vào đây mà hoàn toàn không qua bất kỳ một phiên tòa xét xử nào. Họ phải lao động khổ sai. Rất nhiều người đã chết ở đây, suy kiệt sức khỏe và tinh thần khi bị giam giữ. Họ bị giam giữ hàng năm, thậm chí hơn 10 năm trời. Những ai sống sót trở về thì gia đình cũng đã ly tán. Nhiều người rơi vào cảnh khánh kiệt, bị chính quyền mới phân biệt đối xử, gặp khó dễ khi làm giấy tờ, con cái không được đi học đại học. Nhiều người miền Bắc hay đùa cợt về việc đi cải tạo mà không cân nhắc kỹ đến bi kịch khủng khiếp này của hàng triệu người miền Nam. Với người miền Nam ngày nay, đi cải tạo vĩnh viễn là một cơn ác mộng, một nỗi đau không bao giờ dứt.